Điều cấm kỵ khi dọn bàn thờ thần tài và điều thứ tư ai cũng có thể mắc phải. Xin mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được sự hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về tử vi phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Thưa quý vị, từ xa xưa thì việc dọn dẹp, lau chùi bàn thờ thần tài ông địa được coi là một việc đặc biệt quan trọng. Không gian thờ cúng là đặc biệt linh thiêng, chứa đựng rất nhiều ý nghĩa ảnh hưởng đến vận thế của cả gia đình. Vậy nên nơi này thường xuyên phải được giữ gìn sạch sẽ. Tuy vậy, không phải ai cũng biết làm những điều cần làm và tránh những điều đặc biệt cấm kỵ khi mà dọn dẹp bàn thờ. Bởi vì chỉ cần làm sai một chi tiết nhỏ thì có thể ảnh hưởng đến tài lộc của bản thân và cả gia đình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn những việc tuyệt đối bạn không nên làm khi dọn dẹp bàn thờ thần tài để tránh xảy ra những rắc rối về sau. Kính mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Quý vị thân mến, thần tài và ông địa là hai vị thần được thờ chung trong một tủ thờ đặt dưới đất ở trong một góc nhà. Chúng ta thường lau chùi bàn thờ ông địa thần tài vào ngày 13, 14 âm lịch và những ngày gần cuối cùng trong các tháng của năm. Riêng vào tháng chạp cuối năm chính là dịp chúng ta chọn để tỉa chân nhang và lau dọn bao sái bàn thờ. Vì vậy, thường được thực hiện sau ngày 23. Kỹ lưỡng hơn, chúng ta có thể chọn ngày hợp với công việc để tế tự. Theo quan niệm dân gian thì sau ngày 23 là ngày ông táo về trời. Việc dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ thể hiện sự thành tâm đối với các vị thần, nhất là các vị thần cai quản tài lộc và thần may mắn cho gia đình trong năm qua như ông thần tài và ông địa. Khi lau dọn bàn thờ, bạn cũng nên chú ý việc tránh những lỗi lầm sau đây, kẻo bị hai vị của trách và cũng đừng hỏi vì sao lại làm ăn không được khi mà chúng ta phạm phải những lỗi lầm kiêng kỵ. 1. Xê dịch bát nhang. Theo phong tục xưa thì bát nhang chính là nơi giáng của các hương linh, thần thánh. Một khi đã đặt bát nhang trên bàn thờ rồi thì việc xê dịch là điều cấm kỵ. Nếu xê dịch khỏi vị trí rất dễ tiêu tán tài lộc. Chính vì vậy, thường các bậc thầy phong thủy khuyên gia chủ hãy giữ cho bát nhang được cố định. Có nơi dùng keo, cũng có nơi dùng đinh để cố định bát nhang. Tuy nhiên không xê dịch bát nhang không có nghĩa là khi lau dọn mình không đụng tới bát nhang. Lúc lau dọn, một tay giữ cố định bát nhang, một tay lau chùi để tránh việc dịch chuyển. 2. Bốc nhang. Có nhiều nơi rất quan trọng việc bốc nhang, chính vì thế mà họ thường mời thầy về để bốc nhang, tránh gặp tai họa. Tuy nhiên, việc bốc nhang này chỉ được thực hiện một năm một lần. Nếu để từ đầu năm đến cuối năm thì lượng chân nhang sẽ rất lớn và có thể che khuất các vị thần gây ra hỏa hoạn. Vì thế cần phải tỉa tót bớt chân nhang và có thể dùng một chiếc thìa nhỏ xúc bớt tàn nhang ra ngoài. Việc này vừa không ảnh hưởng tới các vị thần mà còn giúp cho bàn thờ thần tài ông địa được thông thoáng hơn. 3. Không làm đổ vỡ đồ thờ. Việc đổ vỡ đồ thờ chính là một điều kiêng kỵ vô cùng, bởi thần linh thường đã quen dùng những thứ đã được thỉnh, nếu làm đổ hoặc vỡ sẽ có thêm nhiều tiêu tán tài lộc. Đôi khi việc làm đổ vỡ có thể khiến cho gia chủ gặp những điều không may, vì theo quan niệm dân gian thì đó là sự thiếu kính trọng thần linh. 4. Bỏ cát vào trong bát hương. Bát hương cần được bốc bằng tro sạch, đốt từ rơm nếp hoặc rơm tẻ sạch, lọc kỹ để bỏ đi những tạp chất đảm bảo tính trang nghiêm và thanh tịnh. Gia chủ không nên bỏ cát vào trong bát hương. Quan niệm dân gian cho rằng việc làm này sẽ khiến cho gia đình lục đục, gặp những điều không may mắn trong năm đó. 5. Lau rửa bàn thờ thần tài. Khi lau rửa bàn thờ, cần dùng một loại nước riêng chuyên biệt để lau bàn thờ. Nước này người ta còn gọi là nước bao sái, được điều chế từ 5 loại thảo dược như quế, hồi, đinh hương, gỗ vang và bạch đàn. Cách thực hiện, đun 1,5 lít nước với thảo dược cho thật kỹ, tiếp đó để ấm, sau đó dùng nước này lau bàn thờ. Khi lau chú ý lau cẩn thận tỉ mỉ, tránh rơi đổ vỡ đồ đạc, vật phẩm phong thủy trên bàn thờ. Ngoài nước thảo dược này, bạn cũng có thể dùng rượu pha gừng, nước rượu pha tỏi hoặc nước ấm, tuyệt đối không dùng nước lạnh hoặc nước không sạch sẽ khi lau chùi và đặc biệt là phải dùng khăn riêng. Thứ tự lau chùi cũng rất quan trọng. Hai vị thần tài và ông địa phải dùng một khăn riêng sạch sẽ, dùng nước lá bưởi để tắm rửa tượng. Gia chủ nên sử dụng một chiếc khăn riêng để lau cho ông địa và thần tài sau khi tắm. Chiếc khăn này không nên sử dụng vào những mục đích khác. Tiếp đó, dùng một khăn khác lau các đồ thờ cúng trên bàn thờ.
Lưu ý, không dùng khăn lau dọn bàn thờ làm việc khác vì như vậy là xúc phạm các vị thần linh. 6. Dùng dụng cụ không sạch để lau dọn bàn thờ. Chúng ta phải nhớ rằng bàn thờ là nơi tôn nghiêm và linh thiêng nhất trong nhà, vì thế khi lau dọn bàn thờ tuyệt đối không được dùng dụng cụ bẩn. Trước khi lau dọn nên chuẩn bị các đồ mới như chổi quét, khăn lau. Nước dùng để lau cũng phải cần sạch. Theo quan niệm dân gian, nếu dùng chổi khăn lau dọn chung vốn mang nhiều uế tạp thì sẽ không đảm bảo sự tôn nghiêm nơi thờ cúng. Quý vị thân mến, bên cạnh những lỗi kiêng kỵ khi mà lau dọn thì các bạn cũng nên chú ý đến quy trình lau dọn bàn thờ ra sao cho đúng nhất, cũng như là có thể giảm thiểu được những lỗi lầm trong phần đầu của chương trình. Vậy thì quý vị và các bạn hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát chúng ta tìm hiểu ngay sau phần sau của chương trình. Công việc lau chùi bàn thờ ông địa thần tài đòi hỏi bạn phải có sự tỉ mỉ và thực hiện theo đúng thứ tự các bước sau. Bước 1, bạn nên dọn lần lượt các thứ trên bàn thờ ra và để ở một góc riêng sạch sẽ. Chúng ta nên phân loại mỗi thứ rõ ràng để dễ dàng trong việc vệ sinh. Bước 2, sau khi dọn lần lượt đồ thì hãy quét dọn tàn hương, bụi, mạng nhện bên trong và xung quanh bàn thờ, sử dụng khăn khô lau sạch bụi. Sau đó lau lại một lần nữa bằng khăn ướt cho đến khi sạch hoàn toàn. Riêng vệ sinh lư hương, bạn nên nhẹ nhàng, dùng tay gạt hết tàn nhang, tránh dịch chuyển lư hương nhiều. Bước 3, vệ sinh ông địa thần tài. Bạn cần phải lưu ý trong bàn thờ. Bạn nên di chuyển ông địa thần tài ra một vị trí riêng để lau rửa. Sử dụng một cái khăn riêng biệt và nước nấu lá bưởi để lau chùi. Chú ý cẩn thận lau sạch sẽ để giữ vững tài lộc. Bước 4, cuối cùng bạn lau dọn sạch sẽ những phần xung quanh của bàn thờ thần tài ông địa và sắp xếp các thứ lại như vị trí ban đầu. Quý vị thân mến, để cho bàn thờ ông địa thần tài được thiêng liêng và được phù hộ nhiều, ngoài việc những đồ cúng bắt buộc luôn luôn giữ cho bàn thờ sạch sẽ thì bạn cũng nên thêm một số đồ vật phong thủy tới đây để giúp cho việc chiêu tài lộc mạnh mẽ hơn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. 1. Cốc thiềm thừ. Đặt bên phải, đầu hướng vào bát hương. Tượng cốc thiềm thừ là hình tượng cốc có 3 chân và có 7 nốt sần đặc biệt trên lưng, theo đúng dáng của chòm sao đại hùng là bắc đầu thất tinh, nằm hướng cực bắc. Đầu cốc có hình lưỡng nghi, miệng ngậm đồng tiền cổ và cạnh lưng có 2 sâu tiền. 3 chân của con cốc đạp lên 2 lớp tiền cổ, ý nghĩa cốc đại diện cho tiền tài. Ngoài ra cốc còn đại diện cho sự bảo vệ nhờ hình lưỡng nghi trên đầu, miệng ngậm đồng tiền cổ, cạnh lưng có 2 sâu tiền, 3 chân cốc đạp lên 2 lớp tiền cổ. Có thể sở hữu cốc thiềm thừ giúp cho gia đình bạn một lúc có cả tài lộc lẫn sự bảo vệ. Ngoài ra nó còn giúp cho gia chủ ngăn chặn vận xấu liên quan đến thất thoát tiền bạc. Nếu bạn đặt tượng cốc thiềm thừ trên bàn thờ thần tài ông địa, cốc ngậm tiền sẽ chiêu tài lộc, hỗ trợ cho ông thần tài mang của cải về cho gia chủ. Đặc biệt, cốc thiềm thừ còn có khả năng hóa sát tiểu nhân và xua đuổi những vận xấu khỏi gia chủ. Khi đặt tượng cốc, bạn nên chú ý đặt bên phải bàn thờ và đầu cốc phải hướng vào bát hương. 2. Long quy. Bên trái, đầu hướng ra ngoài, chấn sát. Trong phong thủy, ngoài thiềm thừ thì linh vật mang ý nghĩa rất lớn về phát đạt tiền tài, thì long quy cũng là một con vật mang ý nghĩa chiêu tài, rất lợi về tài lộc, bền vững và thịnh vượng lâu dài trong kinh doanh. Theo truyền thuyết phong thủy, long quy là một con vật huyền thoại, kết hợp hai đặc điểm của loài rồng và loài rùa. Cả hai loài này vốn nằm trong bộ tứ linh, long lân, quy phượng nên lại càng thêm linh thiêng. Nên đặt long quy trên bàn thờ thần tài để vượng tài lộc, kinh doanh thuận lợi. Ngoài ra, đặt long quy trên bàn thờ còn giúp trấn sát, xua đuổi hung tinh. Đây chính là con vật tiếp khí cho các cát tinh như bát bạch, cửu tử, nhất bạch. Trong phong thủy hiện nay, có những phương vị tốt và nhiều tài lộc là không thể bỏ qua linh vật long quy. Khi đặt long quy trên bàn thờ thần tài, nên nhớ đặt bên trái bàn thờ và đầu bắt buộc phải hướng ra phía bên ngoài. 3. Gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật phẩm cực kỳ may mắn, dùng để nạp tài dẫn khí cho bát hương của thần tài, giúp cho công việc hanh thông, buôn bán thuận lợi cho cửa hàng, công ty. Gạo vàng được chế tạo từ các loại cát vàng, đá tự nhiên thuần khiết và đều vận dụng theo các nguyên lý ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đây chính là vật phẩm có sức linh nghiệm đặc biệt mạnh mà nhà nhà nên có trên bàn thờ thần tài ông địa. 4. Mai hoa phú quý. Mai hoa phú quý là vật phẩm chiêu tài. Nếu bạn treo mai hoa phú quý trên bàn thờ thần tài, vật phẩm sẽ giúp cho bạn kích vượng phú quý, công việc thuận lợi,
được quý nhân phù trợ mở thêm cơ hội đầu tư, nguồn tiền ra vào trong ví nảy nở và bảo vệ nguồn tiền cất lại. Ngoài ra, mai hoa phú quý còn giúp bình an, bảo vệ gia chủ, giải trừ tiểu nhân và tránh thị phi. Chất liệu chính để chế tác nên pháp bảo mai hoa phú quý là 5 đồng tiền mai hoa làm bằng đồng đỏ và phủ lớp vàng 24K. Mai hoa có công dụng hóa sát và chiêu tài, giải trừ tiểu nhân, tránh thị phi, hỗ trợ quan vận, kích vượng phú quý, may mắn, tài lộc. Bên dưới đây là dây kết tượng trưng cho hỷ khánh cát tường. Theo quan niệm Phật giáo, biểu tượng nút kết cát tường còn gọi là nút thần là một trong 8 bảo vật bát bảo mang lại điềm lành. Cuối cùng đó chính là phần tua rua chỉ ngũ sắc. Theo quan niệm của Phật giáo, tua chỉ ngũ sắc là tượng trưng cho 5 loại pháp môn bao gồm tín, tiến, niệm, định, tuệ. Theo như kinh điển của nhà Phật thì đây cũng là một vật phẩm đại diện cho kim cương giới trong ngũ Phật, có tác dụng trừ tà ma, đem lại cát tường và tạo phúc lạc cho mọi người. 5. Tỏi. Thần tài ông địa là một cặp ông thần được thờ trong một cái tủ thờ đặt ở dưới đất. Người ta không chỉ cúng hai ông vào ngày Tết mà còn cúng quanh năm, nhất là những gia đình chuyên buôn bán, kinh doanh thì người ta tin rằng chỉ khi nào lo cho các vị thần chu đáo hàng ngày thì mới được các thần phù hộ cho làm ăn thuận lợi. Sáng sớm khi mở cửa bán hàng hoặc kinh doanh, người ta thường thắp hương cầu khẩn thần tài phù hộ cho họ mua may bán đắt, cúng cho ông địa một ly cà phê đen kèm theo một điếu thuốc để ông độ cho trong ấm ngoài êm, sơn son thiếp vàng. Bên cạnh đó, có nhiều gia đình thường đặt một đĩa tỏi có 5 củ tươi nguyên đẹp đẽ hay nhiều khi là cả một bó tỏi và họ cho rằng tỏi giúp cho ông địa có phương tiện để bài trừ các đạo trích vong binh. Ngoài ra, họ còn dùng bó tỏi đó để phòng chống các tà sư làm ác, phá hoại bàn thờ của người ta bằng bùa ngải. Và tỏi cũng chính là vật dụng có tác dụng tránh được điều đó rất tốt vì người luyện bùa ngải thường kiêng ăn ngũ vị tân là hành hẹ, tỏi, nén và kiệu. Thưa quý vị, hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay của Phong Thủy Gia Cát đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.